lâu, nhà sản xuất Việt Nam đủ khả năng xuất khẩu tủ lạnh sang Mỹ. Và không ai khác, đó chính là điện lạnh Hòa Phát thuộc tập đoàn Hòa Phát, thương hiệu điện lạnh quen thuộc với người người nhà nhà ở Việt Nam. Được biết, mới đây, điện lạnh Hòa Phát tự hào xuất khẩu thành công dòng tủ lạnh thế hệ mới sang thị trường Mỹ. Vậy là sau hơn 23 năm hình thành và phát triển, điện lạnh Hòa Phát đã xây dựng được nền tảng sản xuất vững chắc. Việc xuất khẩu tủ lạnh thế hệ mới sang thị trường Hoa Kỳ thể hiện năng lực sản xuất vượt trội đáng tự hào, đồng thời mở ra những tiềm lực phát triển mới trong lĩnh vực xuất khẩu, khẳng định chất lượng sản phẩm được sản xuất bởi các nhà sản xuất nội địa Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo đó, dòng tủ lạnh thế hệ mới của Hòa Phát đã vượt qua hàng loạt bài kiểm tra nghiêm ngặt trước khi bước chân vào thị trường khó tính này. Các bài thử nghiệm bao gồm đánh giá về linh kiện, vật liệu sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng, tránh các nguy cơ cháy nổ. Với quy trình kiểm soát chất lượng đặc biệt nghiêm ngặt, tủ lạnh đến từ Vua Thép Hòa Phát đã đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Bắc Mỹ nhờ đạt các chứng chỉ quốc tế như CAN, CSA và UL. Vậy nên người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng mà không phải lo lắng về các nguy cơ như điện giật, cháy nổ hay các sự cố khác. Đây được xem là một bước tiến đáng tự hào trong việc sản xuất nội địa đang vươn mình ra thị trường quốc tế để cạnh tranh.